Đây là một cái phương pháp rất là phổ biến được rất là nhiều người trên thế giới áp dụng khi mà học một cái ngôn ngữ mới không phải là tiếng mẹ đẻ. Trong cái quá trình mà luyện shadowing một mình, các bạn sẽ không có người để mà check cái nội dung mà mình nói, nên là các bạn hãy tự làm người thầy của chính mình. Đừng có vội vàng và đừng có hấp tấp, bởi vì tất cả mọi thứ nó đều là cả một cái quá trình. Mình hãy coi những cái hành động mà mình làm hiện tại bây giờ nó là những cái điểm chấm để mà giúp cho mình nối được thành một cái con đường dài. Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị. Như đã hứa từ video lần trước, mình sẽ quay trở lại với một video mang chủ đề đó là shadowing. Đây là một cái phương pháp rất là phổ biến được rất là nhiều người trên thế giới áp dụng khi mà học một cái ngôn ngữ mới không phải là tiếng mẹ đẻ. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về định nghĩa của phương pháp shadowing. Thì theo như mình tìm hiểu ở trên mạng thì shadowing được định nghĩa như sau. Shadowing là một phương pháp học ngôn ngữ bằng cách lắng nghe và lặp lại ngay lập tức những câu hoặc đoạn hội thoại tiếng Nhật mà bạn nghe được. Mục đích của shadowing đó là cải thiện khả năng nghe và phát âm của bạn thông qua việc mô phỏng giọng điệu, ngữ điệu và nhịp điệu của người bản ngữ. Thì trong nhiều năm học tiếng Nhật, mình có một cái kinh nghiệm đó là khi mà đi thi GPT này hoặc là nghe những cái gì mà người Nhật người ta nói thì là hầu như là mình có thể hiểu được hết. Mình cũng có thể dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt một cách gọi là khá là mượt mà trong nhiều trường hợp khác nhau. Tuy nhiên thì để mà nói lại và phản hồi lại những cái câu nói đó của người Nhật, hay còn gọi là mình nói ra cái ý kiến của mình này, hoặc là mình trả lời cho các cái câu hỏi mà người Nhật người ta đang hỏi ấy, thì mình vẫn cảm thấy một cái đó là mình không thể nào phát âm được một cách tự nhiên nhất có thể, và mình vẫn cảm thấy nó mắc ở đâu đấy. Khi mà mình nói thì mình vẫn có những cái giây phút được gọi là này, hoặc là eto này, hoặc là ano này, hoặc là có những cái lúc mà mình nói mình biết là mình đang phát âm sai nhưng mà mình lại vẫn theo một cái tật cũ và mình chưa có sửa được. Thì từ đầu năm 2023 vừa rồi đến bây giờ là giữa năm thì 6 tháng liên tục mình có thực hiện shadowing. Trong cái quá trình này mình kết hợp cái việc là học với lại giáo viên người bản ngữ để họ có thể sửa được cho mình cái cách phát âm. Có nghĩa là sẽ có một cái người thứ ba nhận xét về cái cách phát âm của mình, sửa cho mình những cái câu ấy, cách lên giọng xuống giọng này, rồi cái nhấn nhá ở đâu sao cho nó phù hợp. Thì mình đã thấy nó rất là hiệu quả. Cách đây vài năm thì mình cũng có thực hiện shadowing tầm 1 tháng mỗi lần. Trong những cái lần đó thì là mình chỉ tự tập thôi và nó cũng rất là hiệu quả rồi. Tuy nhiên trong lần này thì khi mà thực hiện 6 tháng liên tục cộng với cái việc là thử vận dụng nó vào trong thực tế, áp dụng vào trong thực tế, thì mình thấy rằng là cái khả năng nói này, cái khả năng phát âm này, rồi cái cách diễn đạt của mình nó cũng đã được phát triển và được tiến bộ hơn rất là nhiều. Chính vì vậy ngày hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn các cái bước mà mình vẫn đã và đang thực hiện để mà luyện tập cái việc shadowing này. Bước đầu tiên khi mà thực hiện shadowing đó là mình phải chọn một cái loại tài liệu phù hợp. Có một quy tắc khi mà chọn tài liệu shadowing đó là mình phải chọn một cái loại tài liệu mà nó phù hợp với lại cái trình độ của mình. Cách đây vài năm khi mà bắt đầu thực hiện shadowing, do cái trình độ tiếng Nhật của mình hồi đó nó cũng đã ở cái mức khá và mình đã tìm ngay những cái video hoặc là những cái audio hoặc là những cái đoạn mà được viết ở trên mạng có cái giọng đọc của người Nhật để mà thực hiện shadowing theo những cái chủ đề mà mình thích. Có nghĩa là mình đang muốn tìm hiểu về cái gì thì là mình sẽ đi tìm các cái bài nói, các cái bài viết nói về cái chủ đề đó để mà thực hiện shadowing lại. Sau một cái thời gian mà thực hiện thử như vậy, cũng có chia sẻ các cái video shadowing đấy với mọi người ở trên kênh YouTube của mình, thì mình thấy có một cái điểm rất là rõ ràng, đó là không phải ai cũng sẽ phù hợp với các cái video đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là không phải ai cũng có thể theo đuổi được lâu dài, cũng như là để duy trì được cái việc mà shadowing liên tục với những cái tài liệu mà mình đã chọn như vậy. Chính vì vậy mà mình đã rút ra được một cái kinh nghiệm, đó là các bạn nhất quyết là phải tìm một cái loại tài liệu mà phù hợp với cái level của mình. Thì mình có thể đưa ra một số các cái ví dụ như sau. Nếu như mà cái mục đích của bạn bây giờ đang là thi GPT thì là mình có thể sử dụng ngay các cái đề thi nghe các năm của GPT theo trình độ của bạn. Với những cái trình độ như là N2 hoặc là N3 ấy, thì mình thấy nó rất là phổ biến. Các cái chủ đề, các cái hội thoại và cái cách hành văn cũng như là cái speed độ, cái tốc độ nói của người bản xứ cũng rất là phù hợp đối với lại cái cuộc sống hàng ngày của mình. Vì vậy cho nên là các cái giáo trình thi GPT với những cái đoạn nhỏ, nó có một cái ưu điểm nó rất là ngắn và mình sẽ có thể áp dụng nó vào trong thực tế nữa. Nên là các bạn có thể sử dụng ngay cái giáo trình của GPT để mà thực hiện shadowing, vừa để cải thiện cái khả năng nghe của mình. Ngoài ra mình cũng có thể áp dụng cho cái việc là ôn thi GPT trong thực tế nữa.
Còn nếu như mà các bạn đang ở cái trình độ gọi là sơ cấp, đang học Minna Nihongo chẳng hạn, thì mình có thể sử dụng ngay cái giáo trình là Minna Nihongo. Với giáo trình Minna Nihongo, mình thấy nó có các cái đoạn hội thoại business rất là thường gặp, từ việc chào hỏi này cho đến những cái nội dung rất là đơn giản và basic, sử dụng các cái cấu trúc ngữ pháp mà được dạy ở trong cuốn giáo trình Minna Nihongo. Nên là các bạn có thể vừa học từ vựng này, vừa học ngữ pháp này, vừa shadowing lại những cái gì mà mình đã học, thì nó sẽ tiện cho cả đôi đường. Thì khi đó các bạn sẽ có cái khả năng là hội thoại giao tiếp, cái accento của mình nó cũng sẽ sát hơn với người bản xứ ngay từ cái thời điểm đầu mà mình học tiếng Nhật. Ngày xưa cái hồi mà mình mới học tiếng Nhật thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần phải học càng nhiều càng tốt, sử dụng càng nhiều giáo trình càng tốt, rồi mình cần phải đọc càng nhiều càng tốt. Nhưng mà sau một thời gian mình học đến bây giờ thì mình cảm thấy rằng là mình cứ smart một cái giáo trình thôi, mình smart tất cả những cái gì mà mình đã học để mà có thể sử dụng được vào trong thực tế thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Là các bạn quá ôm đồm nhiều thứ mà lại không nắm được một cái cụ thể hay là chi tiết để mà ứng dụng nó vào trong thực tế thì nó sẽ rất là phí cái quãng thời gian mà chúng mình học. Tiếp đến, nếu như mà bạn không thích theo giáo trình, cũng không có mục tiêu TGPT ngay trước mắt, mà mình muốn có một cái việc là học lâu dài chẳng hạn, mà cái khả năng tiếng Nhật của bạn đã khá rồi, thì là bạn có thể sử dụng các cái nguồn ở trên mạng, như là các cái kênh YouTube của người bản xứ này, rồi các cái video về vlog liên quan tới cuộc sống thường ngày, hoặc là liên quan tới các cái chủ đề mà bạn quan tâm để mà thực hiện shadowing lại. Có một cái điểm đó là các bạn nên chọn những cái video nào mà nó có cái scripto, hay còn gọi là cái phần phụ đề đấy, để mà có thể nghe một cách chính xác, xem là những cái gì mà người ta nói này, hiểu được một cách tường tận những cái gì người ta nói, và có thể sử dụng những cái scripto đấy để mà tra lại các cái cấu trúc ngữ pháp hoặc là các cái từ vựng mà mình không hiểu. Bởi vì là khi mà thực hiện shadowing ấy, là mình bắt buộc phải có một cái bước được gọi là hiểu về nội dung cũng như là cấu trúc ngữ pháp, các cái từ vựng mà sử dụng ở trong cái bài nói đó. Thì đến cái bước tiếp theo là cái bước số 2 ấy, thì là mình sẽ cần phải sử dụng cái phần phụ đề đấy. Nên là các bạn hãy chọn những cái video nào mà nó có cái phần phụ đề nhé. Ngoài ra thì mình rất là thích các cái chủ đề về phát triển bản thân chẳng hạn. Mình thích một cái nhân vật nào đấy, ví dụ như là mình thích cầu thủ bóng chày Ichiro chẳng hạn, thì mình lên trên mạng mình search các cái bài nói của ông Ichiro để mà mình nghe, sau đó là mình shadowing lại này. Hoặc là các bạn thích Asida Mana chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn cũng sẽ chọn các cái video của cái em đấy em ấy nói. Hoặc là các bạn thích một cái nhân vật nào đấy, hoặc là thích một cái bạn vlogger nào đấy, thì các bạn có thể tìm ngay các cái video của các bạn ấy để mà thực hiện shadowing. Khi mà các cái video đấy nó gần gũi với mình, nó theo đúng cái sở thích của mình, thì các bạn sẽ cảm thấy là cái việc thực hiện shadowing nó sẽ dễ dàng và đơn giản hơn, cũng như là có thể kéo dài được trong suốt cái quá trình học tập lâu dài của mình. Liên quan tới các cái video về chủ đề phát triển bản thân ấy, thì là mình cũng có một chuỗi các cái video ở trên YouTube, các cái bài nói, các cái bài speech nổi tiếng của những cái người mà mình thích. Thì nếu như mà các bạn cũng thích các cái nhân vật đó, thì các bạn có thể sử dụng ngay các cái chuỗi bài video này để mà thực hiện shadowing lại hoặc là nghe lại. Trong cái đợt này thì là mình cũng có tạo ra một cái khóa học miễn phí, trong đó sẽ là các cái bài nói của những cái người nổi tiếng. Ở trên YouTube thì nó chỉ có cái phần scripto hoặc là cái phần phiên âm thôi, nhưng mà trong cái phần mà mình đóng gói ở trên cái khóa học ở kênh trang web honglethi.com thì nó sẽ có thêm các cái phần như là hướng dẫn này, rồi các cái từ vựng mà sử dụng ở trong đó này, và những cái cấu trúc ngữ pháp mà mình có thể áp dụng vào trong đời sống và thực tế hàng ngày, kèm theo một số các cái bài test nhỏ để mà có thể ứng dụng được những cái từ vựng đó vào trong đời sống hàng ngày. Thì nếu như mà bạn nào cũng có cùng chung cái sở thích đó với mình thì mình có thể tận dụng cái khóa học miễn phí này ở trên trang web của Hồng Lê Thị nhé. Nói tóm lại, trong cái bước đầu tiên này, các bạn cần phải để ý cho mình các cái điểm, đó là mình cần phải chọn một cái tài liệu mà nó phù hợp với lại cái trình độ của mình này, cũng như là nó có cái scripto hay là cái phần phụ đề đầy đủ để mình có thể tra cứu khi cần thiết này. Thứ ba là các cái video và các cái chủ đề mà mình chọn để shadowing nó phải đi kèm với những cái sở thích của mình hoặc là những cái chủ đề mà mình đang quan tâm hiện tại. Thì sau khi xong cái bước đầu tiên này, chúng ta sẽ chuyển sang cái bước số 2, đó là nghe qua trước cái phần nội dung của cái video hay là cái tài liệu mà mình chọn để nghe. Mục đích ở cái bước này đó là các bạn sẽ lắng nghe để mà có thể hiểu một cách qua loa và đại khái về cái nội dung mà người ta muốn nói. Nếu như mà cái mức độ của bạn có thể hiểu được toàn bộ cái nội dung đó thì rất là tốt rồi. Còn nếu không thì là chúng ta sẽ cố gắng đoán và hiểu được cái nội dung mà cái video người ta muốn truyền tải là gì.
để có thể hình dung một cách rất là tổng quát về cái nội dung mà người ta đang nói tới. Ở cái bước này thì thường mình sẽ nghe khoảng tầm 1 đến 2 lần. Khi mà nghe được 1 đến 2 lần là coi như là mình đã nắm được là cái chỗ nào là mình chưa hiểu hoặc là cái chỗ nào mà mình đã hiểu rồi. Với những cái video mà mình cảm thấy thích và thậm chí là mình biết hầu hết là tất cả các cái nội dung ở đấy rồi thì mình còn lẩm bẩm theo, rồi để ý vào các cái cụm từ hoặc là các cái cách mà mình thấy cảm thấy hay nữa, thì đó là các cái nội dung mà mình sẽ làm ở cái bước 2 này. Tuy nhiên mình cũng vẫn muốn để ý với các bạn là ở cái bước 2 ấy, chúng ta không cần phải quá câu nệ về cái việc là mình phải hiểu hết này, rồi tại sao mình không nghe thấy nhỉ này, hoặc là mình nghe mà mình cảm thấy rằng là mình không biết là người ta đang nói cái chỗ đấy nó là nói về cái gì chẳng hạn, thì các bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi vì cái bước này mới chỉ là cái bước để mà mình nắm được là tổng thể cái ý của cái video người ta muốn nói gì thôi. Còn nếu giả dụ như mà các bạn không có nghe được hết, các bạn không có hiểu được hết thì cũng không sao cả nha. Thì sau khi mà thực hiện xong cái bước này thì mình sẽ chuyển sang cái bước số 3. Ở cái bước 3 này thì là mình sẽ thực hiện đồng thời giữa cái việc nghe và cái việc mà nhìn và đọc script ấy. Ở cái bước này, việc đầu tiên là mình sẽ kiểm tra lại xem là ở cái bước trước mình nghe đã đúng hay chưa. Mình nghĩ là mình hiểu thì là mình đã hiểu thực sự hay chưa. Thường thì là mình sẽ luôn có một cái bản script đi kèm, nên là mình sẽ in cái tờ giấy đấy ra và mình sẽ nốt lại tất cả các cái từ mà mình thấy hay này, các cái cụm từ mà mình chưa biết này, các cái cấu trúc ngữ pháp mà mình cần phải tra cứu này, hoặc là những cái cụm từ hoặc là cái cách hành văn mà ấn tượng khiến cho mình muốn học tập từ cái video đó, thì là mình sẽ nốt lại tất. Có nghĩa là mình sẽ cố gắng nốt lại nhiều nhất có thể, để mà mình xem như là mình học được cái gì là mình sẽ cố gắng mình nốt lại tất. Thì ở cái bước sau đó thì là mình sẽ lên trên mạng để mình tìm hiểu về các cái cụm từ đó. Mình sẽ đi tra cứu về các cái cấu trúc ngữ pháp đó. Khi mà thực hiện như vậy thì là mình sẽ có thể đảm bảo được một cách chắc chắn là cái nội dung mà mình hiểu là đúng nhất. Thì trong cái chuỗi video mà mình đóng gói ở trên cái trang web của Hồng Lê Thị thì mình đã có cái phần dịch sẵn rồi, có cả cái phần mà nội dung ngữ pháp mà đã được mình tra cứu một cách rất là cẩn thận cùng cái ví dụ rồi, thì các bạn cũng có thể tận dụng cái điều đó. Hoặc nếu như mà các bạn đang sử dụng giáo trình Mina Nihongo thì trong cái giáo trình đấy nó đã có sẵn các cái nội dung mà mình cần phải học rồi. Rồi trong các cái giáo trình về shadowing chẳng hạn thì là nó cũng đã có sẵn các cái nội dung để cho mình có thể thực hiện shadowing rồi. Nên là có những cái phần chú thích, rồi những cái phần giải thích về mặt nội dung cũng như là ý nghĩa, cũng như là cấu trúc ngữ pháp rồi. Nên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng và tận dụng những cái đấy để bớt cái thời gian cho mình. Còn với mình thì khi mà tìm các cái video ở trên mạng chẳng hạn, đúng không, thì là các bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian. Nếu như mà ngay từ cái bước đầu mình phải đi tra cứu, mình phải đi tìm hiểu thì nó sẽ hơi mất thời gian một tí. Thì các bạn hãy tận dụng các cái nguồn khác nhau để có thể sử dụng để mà làm shadowing. Ở trong cái bước này có một cái điểm vô cùng quan trọng nữa mà mình muốn để ý tới, đó là cái phần accento, liên quan tới cái cách nhấn nhá này, cái cách nghỉ này, rồi cái cách xuống ở đâu, lên ở chỗ nào trong từng từ, từng câu thì mình sẽ phải nốt lại. Ví dụ nha, khi mà học giao tiếp hội thoại với lại người Nhật ấy, thì là người ta có chỉ cho mình là trong một cái danh từ ghép chẳng hạn, ví dụ nha, ví dụ như là cái từ kensa, nếu như mà đứng một mình thì sẽ là kensa, nhưng mà khi mà mình ghép với lại một cái danh từ khác, cụ thể ở trong cái trường hợp này là cái danh từ là kịch cạ, thì nó sẽ không phải là kensa nữa mà sẽ phải là kensa kịch cạ ấy. Thì là sẽ có một số các cái quy tắc phát âm khi mà ghép các cái danh từ với nhau, và mình sẽ học được những cái quy tắc đó ở trong cái quá trình mà mình luyện tập với lại người bản xứ. Sau một thời gian shadowing thì mình cảm nhận thấy một cách rất là rõ nét, đó là khi mà các bạn nghe được cái sự lên trầm xuống bổng của người Nhật thì là các bạn sẽ nghe vào một cách rất là dễ dàng và có thể shadowing lại một cách rất là trơn tru. Ví dụ nha, trong phát âm của tiếng Nhật ấy, thì nó sẽ có là âm thấp và âm cao, đúng không? Thì trong một từ thì nó sẽ có một âm thấp, một âm cao. Chỗ nào thấp, chỗ nào cao thì mình nghe, mình lắng nghe và mình sẽ để ý xem là cái âm thấp, âm cao đấy ở đâu. Nếu như giả dụ nha, các bạn mà không biết được chi tiết cái việc này thì các bạn có thể sử dụng cái cuốn từ điển là OJAD ở trên Nhật, nó là miễn phí, và các bạn quất cái câu đó vào trong cái từ điển đó để mà check xem là
cái câu đấy hay là cái cụm từ đấy hay là cái từ đấy nó đang lên trầm và xuống bổng ở cái chỗ nào, thì nhìn vào cái phần ký hiệu đó thì là các bạn sẽ có thể nắm được xem là người Nhật người ta đang đang đọc như thế nào, đúng không? Hoặc là rất là đơn giản, giả dụ như là cái từ đấy bạn nghe nó không rõ là người ta đang thấp hay là cao chẳng hạn, thì là mình có thể quất lên luôn cái Google Translate. Khi mà quất lên trên Google Translate ấy, thì là người ta cũng sẽ đọc từng từ một theo đúng cái phần là trọng âm, nên là các bạn cũng nghe xem là máy người ta đọc thấp ở đâu, cao ở đâu để mà có thể bắt chước lại. Có rất là nhiều bạn nghĩ rằng là khi mà mình làm như vậy thì nó sẽ nó tốn rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên khi mà các bạn làm một thời gian, các bạn sẽ thấy nó có một cái quy luật và nó có một cái quy tắc, và mình có thể áp dụng trong rất là nhiều các cái trường hợp. Và các cái từ thông dụng ấy thì nó cũng không có nhiều đâu các bạn. Có nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày, các cái từ mà mình sử dụng thường ngày ấy, thì nó cũng chỉ có một cái số lượng nhất định thôi. Nên là chắc là các bạn sẽ cảm thấy vất vả trong một thời gian đầu, nhưng mà dần dần khi mà mình quen dần rồi ấy, thì là mình thấy rằng là nó cũng không phải là mất quá nhiều thời gian để tra cứu cái accento nữa. Ví dụ ngày hôm trước mình vừa học một cái từ đó là ư chiều. Ư chiều ở đây nó là cái vũ trụ ấy, nhưng mà khi mà cái từ ư chiều là bình thường nó sẽ là ư là âm cao và chiều là âm thấp, nhưng mà khi mà mình ghép với lại ư chiều sền thì cái ư đấy nó lại bị thấp xuống đấy, thì là khi mà đọc một mình thì sẽ đọc là ư chiều, còn nếu mà ghép với lại cái danh từ khác thì sẽ là ư chiều sền. Thì đó là một cái cách biến âm khi mà mình chuyển sang. Hoặc là cái mà mình hay gặp nhất đó là nói về số 5 chẳng hạn, đúng không? Thì sẽ là Nisen Goju Nen, chứ không phải là Nisen Goju Nen. Đấy thì là mình rất là hay đọc nhầm thành là Nisen Goju Nen, nhưng mà không phải, nó phải là Nisen Goju Nen chẳng hạn. Thì là khi mà mình nghe nhiều ấy, thì mình sẽ biết là nó phải là Nisen Goju Nen, thì nó mới là đúng cái nhịp điệu của người ta, đúng cái nhịp điệu mà người Nhật người ta hay nói. Thì khi mà mình nghe được cái nhịp điệu đấy, mình nghe được cái sự lên trầm xuống bổng từng câu từng chữ như vậy, thì là dần dần các bạn sẽ cảm thấy được cái nhịp điệu ở trong tiếng Nhật, và mình nghe nó sẽ dễ vào hơn. Khi mà mình thực hiện cái việc này nhiều ấy, thì là mình thấy thực sự nó là rất là có hiệu quả. Nếu như mà trong thời gian đầu, giả dụ như mà các bạn cảm thấy rất là nhiều từ vựng mà các bạn cảm thấy nó bị ngợp chẳng hạn, đúng không? Thì là mình hãy chọn ra một đến hai câu để mà smart tổ hai cái câu đấy thôi chẳng hạn. Hoặc là một ngày mình chỉ có cố gắng là làm đúng một câu hoặc là hai câu để mà smart cái phần lên trầm xuống bổng đấy thôi. Thì là cứ mỗi hôm một ít, trong vòng một năm mà mình cứ làm mỗi một ngày khoảng tầm 1 đến 2 câu thôi, khoảng tầm 1 đến 2 phút thôi, thì nó cũng đã là một cái khối lượng kiến thức rất là lớn rồi. Và mình hãy cố gắng là kiên trì từng chút một nha. Ở cái bước này thì các bạn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Như mình thì là cái khâu gọi là đọc script tụ này, rồi phân tích script tụ này, rồi dịch cái nội dung ở trong cái bản script tụ đấy, nó chiếm khá là nhiều thời gian. Nên là nếu như mà bạn nào có sẵn các cái bản script tụ của người bản xứ thông qua các cái giáo trình chẳng hạn, hoặc là bây giờ các bạn có thể sử dụng chat GPT. Khi mà mình quất cái câu đấy vào trong chat GPT là nó sẽ dịch luôn ra cho mình là cái nội dung ở của cái đoạn văn đấy là gì, rất là dễ dàng rồi. Bây giờ công nghệ nó ở khắp nơi rồi nên là các bạn có thể hoàn toàn sử dụng nó. Thì ở cái khâu gọi là giải quyết cái văn bản này, rồi hiểu văn bản này, nó chiếm nhiều thời gian hơn trong cái bước này. Còn cái việc mà nghe và đọc script tụng ấy, thì là mình sẽ thường làm khoảng tầm 3 đến 4 lần gì đó. Thì trong cái quá trình mà mình thực hiện các cái video ở trên đây thì là mình thực hiện cái việc là edit video rất là nhiều, nên là mình cũng nghe đi nghe lại, thường là mình cũng phải nghe đi nghe lại đến tầm 3 4 lần ở cái bước này. Tổng cộng là trước khi mà mình thực hiện shadowing thực sự ấy, thì là mình cũng phải nghiền nát cái audio đấy, nghiền nát cái phần gọi là cái phần đọc của người bản xứ đấy ít nhất phải tầm 5 đến 6 lần rồi. Đấy, thế nên là tùy theo các bạn nha, các bạn hãy tự cân đo đong đếm theo cái khả năng của mình, hoặc là nó còn tùy thuộc vào cái mức độ khó của cái tài liệu mà mình chọn nữa. Nếu như mà tài liệu của mình nó ở cái mức độ sổ kêu hoặc là chiêu kêu, hoặc là nó chỉ là những cái đoạn hội thoại thông thường để mà mình có thể luyện trong cái quá trình mà giao tiếp hàng ngày thôi, thì là mình nghĩ nó cũng không tốn nhiều thời gian đến như vậy. Còn nếu như mà
mình muốn học cao hơn, mình muốn học sâu hơn thì chắc chắn là mình cũng sẽ cần phải có một cái thời gian gọi là tìm tòi và mất công sức hơn đối với cái việc này. Sau khi mà thực hiện xong 3 bước như vậy rồi thì mình sẽ đến cái bước thứ tư, đó là lặp lại ngắt quãng cùng với lại video của người bản xứ. Ở cái bước này ấy, thì là mình sẽ tạm dừng từng câu một để mà bắt chước lại theo. Ví dụ như thế này. 日本の風流踊りがユネスコの無形文化遺産に決まった。日本の風流踊りがユネスコの無形文化遺産に決まった。ユネスコは昔から続いていて、これからも大切にしたい文化や技術を無形文化遺産にしています。ユネスコは昔から続いていて、これからも大切にしたい文化や技術を無形文化遺産にしています。11月30日、太鼓や笛の音などで踊る日本の風流踊りを無形文化遺産に決めました。11月30日、太鼓や笛の音などで踊る日本の風流踊りを無形文化遺産に決めました。風流踊りは地域の歴史や自然の中で続いてきた盆踊りなどです。風流踊りは地域の歴史や自然の中で続いてきた盆踊りなどです。子供からお年寄りまで集まって、亡くなった人のことや、米や野菜がたくさんできることなどを祈って踊ります。子供からお年寄りまで集まって、亡くなった人のことや、米や野菜がたくさんできることなどを祈って踊ります。Ở trong cái bước này chúng ta sẽ cố gắng là bắt chước giống nhất có thể cái ngữ điệu của người bản xứ. Bắt chước sao cho càng giống càng tốt. Bởi vì rằng là cái mục đích của shadowing đó là để luyện cái phần phát âm này, luyện cái phần giao tiếp hội thoại này. Vậy nên là mình sẽ cần phải làm sao để cho cái miệng của mình nó phải được dẻo này, đúng không? Cái cách mà mình nói nó phải sao cho nó thật giống, thì là mình hãy cố gắng bắt chước giống nhất có thể. Có thể trong cái giai đoạn đầu ấy, thì cái việc bắt chước này nó làm cho mình rất là ngượng và mình không thể nào nói được một cách trơn tru và trọn vẹn. Nhưng mà dần dần các bạn sẽ thấy là nó sẽ được tự nhiên dần, chứ không thể nào mà đòi ngay từ cái bước đầu mà mình có thể gọi là smart ngay được, đúng không ạ? Thì khi mà thực hiện lặp lại ngắt quãng này, các bạn có thể sử dụng luôn cái bản scripto đấy. Và mình sẽ nhìn vào cái phần scripto đấy, nhìn vào các cái phần mà mình đánh dấu đấy, để mà có thể lặp lại một cách rất là chuẩn xác. Bởi vì là ở cái bước trên là mình đã chuẩn bị rất là kỹ rồi, thì là mình đã biết là người ta lên trầm xuống bổng ở đâu rồi. Thì là ở cái bước này là mình cứ thế mà mình thực hiện theo thôi, và mình bắt chước theo giống nhất có thể. Thì trong cái quá trình mà bắt chước đấy thì là mình sẽ dần dần là mình gần như là mình thuộc được cái bản scripto đấy, và thuộc được những cái gì mà người ta đang muốn nói tới. Dần ở cái bước lặp lại ngắt quãng này thì thường mình cũng làm nhiều lần, tùy theo các bạn nhá, chứ mình thì mình hay làm khoảng tầm 2 đến 3 lần lặp lại ngắt quãng. Sau đó là mình sẽ thuộc cái, gần như là thuộc cái video đấy, và sẽ chuyển sang cái bước gọi là lặp lại song song với người bản xứ. Ở cái bước lặp lại song song với người bản xứ này ấy, thì nếu như mà các bạn ở cái level đầu ấy, thì là mình cũng không có osusume các bạn lắm. Bởi vì rằng là chúng ta mà ngay lập tức bắt phải gọi là gì, ngay lập tức là luyện nói song song với người bản xứ thì nó sẽ rất là khó. Nên là ở cái giai đoạn đầu ấy, các bạn cứ làm ở theo cái bước là lặp lại ngắt quãng đi. Rồi khi mà mình đã quen rồi, mình đã quen với tất cả các cái bước của shadowing rồi, thì là các bạn chuyển sang cái level cao hơn, đó là luyện nói song song với người bản xứ. Khi mà luyện nói song song như thế này thì nó sẽ hình thành cho mình được cái phản xạ ấy. Và mình sẽ vừa nghe, sau đó là mình input vào đầu, rồi mình có thể phát âm lại được ngay theo những cái gì mà người ta nói. Thì thực ra để làm được cái việc này thì tất cả các cái khâu phía trước là mình phải chuẩn bị rất là kỹ, mình phải luyện tập nhiều, đi
mình phải luyện tập đi, luyện tập lại nhiều lần thì đến cái bước luyện song song này thì nó mới có hiệu quả. Còn nếu không thì nó sẽ rất là bị ngắc ngứ và nó không có hiệu quả thực sự. Bởi vì là mình sẽ chỉ nhại như một cái máy thôi và mình không hề có một cái sự tư duy ở trong đấy, tại vì là mình chỉ nghe, bắt chước và phản hồi lại thôi. Nên là nó sẽ cần phải mình rất là tập trung và có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ thì để mà có thể thực hiện tốt được cái bước này. Nhật Bản のフリー踊りがユネスコの無形文化遺産に決まった。ユネスコは昔から続いていて、これからも大切にしたい文化や技術を無形文化遺産にしています。11月30日、太鼓や笛の音などで踊る日本の風流踊りを無形文化遺産に決めました。風流踊りは地域の歴史や自然の中で続いてきた盆踊りなどです。子どもからお年寄りまで集まって亡くなった人のことや米や野菜がたくさんできることなどを祈って踊ります。Khi mà thực hiện shadowing ngắt quãng hay là thực hiện shadowing lặp lại song song với người bản xứ ấy, thì các bạn phải có một cái bước nữa, đó là các bạn phải ghi âm lại cái nội dung mà mình vừa thực hiện shadowing. Mình lấy ví dụ nhá, giả dụ như là trong cái quá trình mà mình làm video này cho các bạn chẳng hạn, những cái năm đầu tiên mà mình thực hiện các cái video ở trên YouTube, bây giờ nghe lại thì cái phần âm thanh của mình này, rồi cái nội dung mà mình nói này, rồi cái cách mà mình nói này, nó không thể nào mà có thể trơn tru được như hiện tại, đúng không? Trong bao nhiêu năm làm thì là mình edit đi, edit lại các cái video, mình nghe đi, nghe lại cái âm thanh của mình, thì là mình sẽ dần nhận ra được là à, mình đang cảm thấy rằng cái âm thanh đấy của mình nó đã không được chuẩn. Mình nói sai cái chữ N với chữ L, hoặc là cái chỗ đấy mình nói như câm nguội, hoặc là cái chỗ kia mà mình nói nó cảm giác như là chẳng có hồn gì cả ấy. Thì khi mà mình edit video ấy, là mình dần nhận ra được những cái điểm đó. Đấy, thì trong những cái lần tiếp theo ấy, khi mà mình edit đi, edit lại video, mặc dù mình không cố tình sửa, nhưng mà mình cứ edit đi, edit lại video như thế, lần sau là mình sẽ tốt hơn lần trước. Cứ lần sau mình lại tốt hơn lần trước, thì bây giờ mình cũng có thể có cái khả năng nói trước camera được gọi là, cũng gọi là trôi chảy hơn ngày xưa rất là nhiều. Thế nên là tương tự như vậy, trong cái trường hợp mà các bạn luyện shadowing nó cũng như thế. Bây giờ các bạn cần phải nghe lại chính cái âm thanh của mình để mà tự rút kinh nghiệm. Cái thứ hai đó là trong cái quá trình mà luyện shadowing một mình, các bạn sẽ không có người để mà check cái nội dung mà mình nói, nên là các bạn hãy tự làm người thầy của chính mình. Bởi vì là khi mà mình nghe giọng của mình mà cảm thấy nó còn không được xuôi thì người khác nghe giọng của mình làm sao mà thấy êm tai được, đúng không? Nên là các bạn hãy tự mình nghe lại và so sánh với lại cái video của người bản xứ, và tự mình nghĩ xem là à, mình nên thay đổi cái chỗ này, mình nên thay đổi cái chỗ kia, mình nên nói như thế này, mình nên nói như thế kia. Thì khi mà trong cái quá trình mà bắt chước như vậy, các bạn sẽ được hình thành cái phản xạ và sẽ có thể nói được tốt hơn. Và có một cái quy tắc nữa mà mình muốn nói ở trong cái quá trình shadowing ấy, đó là chúng ta đừng có vội vàng và đừng có hấp tấp, bởi vì tất cả mọi thứ nó đều là cả một cái quá trình. Mình hãy coi những cái hành động mà mình làm hiện tại bây giờ nó là những cái điểm chấm để mà giúp cho mình nối được thành một cái con đường dài. Chứ còn nếu như mà bây giờ mình lúc nào mình cũng chỉ chăm là làm sao để mình có thể nói được như người bản ngữ, làm sao mình có thể nói hay, nói giỏi được, thì nếu như mà mình quá quan tâm tới cái kết quả thì là mình sẽ không đi được lâu. Mình hãy coi nó là những cái hành trình của mình, thì là tiến từng bước một, và không áp lực với những cái điều mà mình đang làm, thì dần dần cái kết quả nó sẽ tới nha các bạn. Và đó là tất cả những cái bước mà thực hiện shadowing mà hiện tại mình đang làm. Mình mong rằng là những cái nội dung chia sẻ các cái bước mà thực hiện shadowing ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có thể hình dung được một cách tổng quát và biết được cái cách mà mình có thể thực hiện shadowing một cách hiệu quả. Và tùy theo cái kỹ năng của các bạn, tùy theo cái nhu cầu và cái mong muốn của các bạn, thì các bạn có thể lựa theo để mà có thể luyện tập và theo đuổi nó một cách lâu dài nhá. Và mình có thể đảm bảo 100% rằng là nếu như mà chúng ta kiên trì liên tục mỗi ngày một chút thì
thì chắc chắn các bạn sẽ có được những cái thành quả rất là ngọt ngào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Zane.